bất chấp kinh tế eo uột, những bà bán kem trộn đa cấp vẫn khoe tiền tỷ. Việc lót vẫn khoe nhiều người trúng chục tỷ, trăm tỷ và doanh thu rạp phim Trấn Thành được các báo đăng là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Thế anh chị lấy đâu ra tiền tỷ như vậy? Chúng tôi đặt câu hỏi nghi ngờ như vậy. Tất nhiên rằng các báo không biết lấy nguồn từ đâu, nhưng vẫn đăng một cách tỉnh bơ như vậy, không hề ai nái lương tâm, không hề đi xác minh, mặc kệ những câu chấm hỏi trên mạng xã hội và trong cộng đồng của người đọc. Tác giả Nguyễn Anh Huy gọi hiện tượng phim Trấn Thành là kinh doanh nghệ thuật cá lớn nuốt cá bé. Năm nay 6 phim ra rạp mùa Tết, trong đó 4 phim tư nhân, 2 phim nhà nước. 2 phim nhà nước có thông báo sẽ ra rạp nhưng không thấy lên lịch. 4 phim tư nhân thì được hệ thống rạp phân phối giờ chiếu không đồng đều. 2 phim rút khỏi rạp. Còn lại Mai và Gặp Lại Chị Bầu. Cuối cùng báo đăng có thêm một phim Mỹ, trong đó giờ chiếu của phim Mai được dân mạng ước tính là nhiều gấp 17 lần các phim còn lại. Tức là mùa Tết, khán giả nào cũng muốn ra rạp coi phim, đi đâu thì cũng gặp Mai, kiểu như muốn hay không rồi cũng phải coi phim Trấn Thành mà thôi. Nhiều nghị sĩ than rằng Trấn Thành chơi kiểu này là ép chết anh em đồng nghiệp, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thay vì ép lịch chiếu ngay từ đầu, hệ thống rạp nên tạo điều kiện cho các phim khác thêm suất chiếu. Nếu khán giả không coi các phim kia, rút thời gian chiếu lại và mở rộng thời gian chiếu phim của Trấn Thành. Như thế mới là tạo điều kiện cho phim Việt, ủng hộ tinh thần phim Việt. Đằng này họ làm khác đi hoàn toàn, ưu ái một phim và ép các phim còn khác. Thực ra các slogan người Việt ủng hộ phim Việt cũng chỉ là chiêu kinh doanh tùy nghi sử dụng, nhà sản xuất nào giàu mạnh ưu tiên hơn. Trấn Thành kỳ này không tung chiêu gây tranh cãi tạo sự tò mò, thay vào đó đi vào một chiến lược phủ sóng báo chí nhà nước, KOL và hệ thống rạp. Báo chí nhà nước liên tục phỏng vấn Trấn Thành và các nhân vật liên quan đến phim nếu là người đang nổi tiếng. Muốn được báo chí ưu ái thì bạn quan hệ tốt với họ. Với các KOL cũng thế, đột nhiên một Facebooker quanh năm suốt tháng không nói gì về nghệ thuật, hôm nay khen phim Trấn Thành tấm tắc, thì tới công chuyện rồi đó, ai cũng mưu sinh mà. Kinh doanh kiểu này thì khán giả không muốn nhắc đến cũng không được. Thế nhưng, như Starlet trước đó biên, tôi không tin vào con số trăm tỷ được công bố, vì vẫn có suất chưa tới 10 khán giả vào 2030 và mùa 1 Tết, đó là thời điểm thấp điểm mà công bố 30 tỷ doanh thu. Đơn vị thống kê doanh thu phòng vé không được kiểm tra bởi bất cứ hình thức nào. Họ công bố gì thì biết vậy, chẳng ai kiểm tra họ. Ở Việt Nam, cơ quan chống tham nhũng dẫn tham nhũng thì không có gì là uy tín cả. Kỳ lạ là phim Trấn Thành đạt 400-500 tỷ vào thời điểm kinh tế Việt Nam cực kỳ khó khăn. Đó là sau cúm Tàu và 3 năm gồng gánh hậu quả của cúm Tàu. Cái thành công của Trấn Thành là khiến người ta bàn tán về phim, tạo dư luận. Con xe ôm nói Trấn Thành làm phim hay hén, tôi hỏi anh thích phim nào của Trấn Thành. Ông nói tôi đọc trên mạng thấy vậy, chứ có tiền đâu mà xem phim. Sau xuất chiếu ưu đãi, nhiều báo nhận định phim Mai tốt hơn các phim trước của Trấn Thành, nhưng cũng có nhiều lỗi yếu kém. Vài review bạn bè Facebook tôi chấm 5 điểm, nhưng cũng có các review khác chỉ tập trung vào doanh thu phòng vé, phân tích cái hay của những phim khá ít thông tin. Xem ra Trấn Thành đang bị áp lực, chứng minh mình là số 1, dù phim chỉ ở mức trung bình. Nếu ai đó trong năm có thời gian coi phim Việt Nam và kịch Việt sẽ thấy việc đụng chạm lên nỗi đau của người phụ nữ hay phản ánh hiện thực xã hội đầy ra đó, Mai của Trấn Thành cũng chỉ là một trong số đó thôi, chứ không phải là thứ duy nhất. Có điều là Tết này đi đâu bạn cũng gặp Mai, thì bạn chỉ có biết Mai mà thôi. Việc xem phim là của Trấn Thành, việc làm phim là của Trấn Thành, khen phim hay chê là của khán giả, còn việc kiếm ăn là của một số cây bút sẵn sàng được Trấn Thành ưu ái. Hoặc là các TikToker kiểu Trấn Thành tôi ghét lắm, hoặc là Trấn Thành ghét tôi lắm, nhưng phim này là hết nước chấm. Cũng là cách truyền thông mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Một bộ phim chất lượng kiểu như Mai mà do người khác đạo diễn thì chỉ được nhắc qua, nhưng với Trấn Thành, đó là một sự kiện truyền thông. Từ đầu đến giờ không ai nhắc đến Phương Anh Đào đã thành công rới tro tàn rực rỡ của Bùi Thạc Chuyên. Đó mới là lần đầu tiên Đào chinh phục khán giả ở lĩnh vực điện ảnh với nhiều giải thưởng quốc tế. Rất nhiều người xem phim Mai chưa từng biết Phương Anh Đào ở tro tàn rực rỡ, và báo có hình kiểu như nhờ Trấn Thành khán giả mới biết được Đào. Thưa anh chị, vấn đề doanh thu phòng vé chúng tôi không bàn đến ở đây. Mặc dù chúng tôi rất thất vọng với báo chí Việt Nam chỉ
đăng theo công bố của đương sự mà không có một cơ quan tài bản trung gian hoặc là sự điều tra của riêng mình dựa trên rất nhiều yếu tố. Thí dụ như đi thực tế rạp chiếu phim xem như thế nào, còn đằng này họ công bố như thế nào, đăng như thế đó. Thậm chí không phải phim Trấn Thành không đâu, một ông cây mai nói là có người đã trả 10 tỷ nhưng tôi không bán, một cây lan đột biến có người trả tôi 100 tỷ nhưng tôi không bán, báo cũng đăng ý như vậy. Tôi chưa thấy một nền báo chí nào nó kỳ lạ như vậy. Thưa các chị, ở nước ngoài những vật có giá ngoài tiền, ngoài vàng là có bản vị riêng. Tất cả những vật có giá trị cao đều phải thông qua các công ty đấu giá nổi tiếng, Superbuy, Superbuy rồi v.v. City and City v.v. thì mới được công nhận. Không ai có việc là một ông chủ cây mai, những thằng lừa đảo, lan đột biến tự công bố giá. Nó muốn cho bao nhiêu là cho, thì báo cũng đăng y như vậy, như là đúng rồi. Thật là kỳ lạ phải không? Nhưng thôi, chuyện đó chúng tôi sẽ bàn ở dịp khác. Chúng tôi không tranh cãi về doanh thu phim Trấn Thành hay là sự ngu ngờ cố ý của báo chí. Mà ở đây chúng tôi muốn nói một vấn đề khác. Tác giả Nguyễn Anh Huy gọi đó là hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Còn chúng tôi nhận định đây nó giống hệt như Trung Quốc, trong thế giới giải trí, là hiện tượng lấy thịt đè người. Lấy thịt đè người, lấy thịt đè người ở chỗ nào? Đó là nó hình thành tự nhiên các băng nhóm được nhà nước ưu ái, băng nhóm nghệ sĩ xin lỗi, để trong giống ngoặc kép, được nhà nước ưu ái và có một cộng đồng nghệ sĩ ủng hộ, có những công ty truyền thông ủng hộ, tạo nên một sức mạnh vô biên. Và cá nhân quá sức mạnh đó, tôi thấy lấy ví dụ ông Hoài Linh trước đây. Trong giới showbiz có cô Lý Nhã Kỳ, có rất nhiều cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, toàn là tỷ phú, ông hoàng, bà chủ nước ngoài, vua nước ngoài. Còn Hoài Linh có một thời kỳ có rất nhiều con nuôi, em nuôi, chị nuôi. Lúc đó Hoài Linh là bá chủ của game show, đêm nào mở tivi lên tất cả các đài đều thấy Hoài Linh, và Hoài Linh các công ty truyền thông bố trí Hoài Linh ngồi một cái ghế theo hình tam giác, Hoài Linh ngồi trên cùng như là một hoàng đế. Mà hoàng đế thật, ông Hoài Linh lúc đó là hoàng đế có ngai chứ không phải là hoàng đế không ngai trong thế giới showbiz. Hoài Linh không thích ai, đố ông bầu nào, đố công ty truyền thông nào, đố đài truyền hình nào dám mời người đó đến biểu diễn. Xin thưa là như vậy, bất cứ nghệ sĩ ở nước ngoài nào về Việt Nam đều phải đến chào anh Hoài Linh. Nghệ sĩ trong nước phải lấy lòng anh Hoài Linh thì mới có show diễn, mới có show diễn. Ông Hoài Linh là vua và lúc nào cũng vậy, ông lên truyền hình buổi tối là ông nhận con nuôi, là ông nhận em nuôi theo ý thích của mình, chẳng có một tiêu chuẩn nào cả. Và ai được ông nhận là con nuôi, em nuôi thì trở thành thăng hoa, trở thành có show diễn ngay lập tức, có tiền vô ào ào. Còn ông đã từ bỏ người nào rồi, dù không nói ra nhưng cũng là, chỉ là những lời đồn đoán, thì người đó cũng bế tắc con đường nghệ thuật. Thí dụ như Hoài Lâm, Hoài Lâm được nhà Hoài Linh nhận làm em con nuôi, em nuôi gì đó thì bút sao trở thành ngôi sao sáng ngay. Rồi sau đó có dư luận Hoài Linh từ bỏ Hoài Lâm, Hoài Lâm chìm nghiễm và có một cuộc sống rất vất vả, đi hát hội chợ lô tô vân vân, hát chầu, hát đám gì đó vân vân. Tức là chúng tôi muốn nói rằng có những hiện tượng phương hội băng nhóm thật sự trong giới showbiz, và nó ngăn chặn sự phát triển của tài năng, phát triển tài năng. Đó là thời kỳ Hoài Linh, lúc đó ai dám đụng Hoài Linh. Nhưng rồi xuất hiện bà Nguyễn Phương Hằng, bà khui ra vụ Hoài Linh găm lại 14 tỷ đồng tiền cứu trợ bão lụt miền Trung. Thế là ngày vàng của Hoài Linh bị nữ hoàng livestream đá một cái bài tuốt lút luôn, là chấm dứt giai đoạn Hoài Linh. Với giai đoạn sau Hoài Linh, mà showbiz diễn ra hiện tượng quần ngư tranh thực. Lúc đó cơ quan điều tra làm vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, và ông vua không ngay thứ hai đó là Điền Quân cũng bị tước bỏ ngay vàng vì liên quan đến lùm xùm thách thức danh hài năm chú tiểu. Còn bây giờ thì như thế nào? Còn bây giờ là hiện tượng quần ngư
trinh thực, không phải vì uy tín nữa. Hồi xưa Hoàng Lê Hoài Linh là uy tín, Điền Quân là uy tín, là tiếng nói có trọng lượng, là hình ảnh, là vua. Còn bây giờ là kiểu lấy thịt đè người, lấy thịt đè người. Ví dụ như Trấn Thành hợp đồng với các rạp, các công ty full rạp như thế, thì đường nào cho phim của Lê Hoàng, đường nào cho phim của bà Hồng Vân, thành ra rút ra khỏi rạp là phải rồi, phải không? Hiện tượng lấy thịt đè người mà. Và hiện tượng lấy thịt đè người nó giống y hệt như Trung Quốc, y hệt trên Trung Quốc. Không chỉ là full rạp như chúng tôi đã nói, mà nó còn thể hiện lên các nhiều việc khác nữa. Ví dụ như muốn một người, một công ty nào đó, một nghệ sĩ nào đó có tiền, hay là một cô nào đó cặp bồ, một đại gia có tiền, thì được truyền thông và báo chí liên tục lên bài ca ngợi. Ca ngợi, và ca ngợi theo kiểu giống y như Trung Quốc giai đoạn trước. Tức là ca ngợi cái gì thay vì ca ngợi tài năng, quá trình rèn luyện, khổ luyện như thế nào. Thì làm gì có tài năng của quá trình ở đây mà viết cái gì bây giờ. Thì họ chuyển sang viết cô này có nhà như thế nào, xe như thế nào, du thuyền như thế nào, rồi cặp bồ với ông nào, mối tình như thế nào, mối tình nhất 2, 3, 4, ý họ như với Trung Quốc. Đặc biệt là ca ngợi thu nhập tiền tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, lấy đâu ra, tức chuyện thu nhập ảo thôi. Nhưng mà truyền thông tung lên như thế, một kiểu truyền thông như thế, ngày nào cũng nói như thế, là công chúng phải tin thôi. Hoặc là giới trẻ sẽ bị ám ảnh bởi cái đó. À đúng rồi, chỉ cần mình đẹp, mình có nhan sắc, mình cặp với đại gia, hoặc là mình bước vào vô showbiz được, mình sẽ một bước thành ba quan. Nhưng không có việc đó đâu, thưa anh chị. Như vậy là có nghĩa là kiểu truyền thông lấy thịt đè người trong showbiz hiện nay, nó không chỉ hủy hoại những tài năng, những người có tài năng thật sự, và dọn đường, dọn ngay cho những tài năng giả tạo, mà còn làm nô dịch quá nền giải trí, làm băng hoại cả một thế hệ trẻ chạy theo vật chất, chạy theo đồng tiền, thay vì là những giá trị nghệ thuật đích thực và sự rèn luyện về tài năng. Chúng ta không thiếu những tài năng ở trong giới showbiz và trở trong giới văn nghệ sĩ đâu, thưa các chị. Nhưng họ lẫn khuất đâu đó như một đốm tro tàn, dùng đốm tro tàn thôi, không có ngọn gió nào, để gió đông nào để thổi họ bùng cháy lên, họ tắt ngúm từ từ. Và đối với cá nhân họ là một thiệt thòi, phải không? Nhưng thiệt thòi lớn hơn hết là cả một thế hệ, đặc biệt là một thế hệ trẻ. Bây giờ thành công được đánh giá bằng cái gì trong giới showbiz? Thành công thấy rõ ràng là cô này cô kia gờ sắm mai may bách hay là du thuyền hay gì đó, vân vân, bất chấp lấy chồng người ta cũng được, làm bé cũng được, mại dâm cũng được, xin lỗi các anh chị, miễn là có tiền là thành công, là được khen ngợi. Thế thì giới trẻ sẽ đi về đâu, lao vào việc đó? Thành ra chúng ta thấy rằng vô số vụ án người thân trong gia đình biết nhau, giết nhau tàn độc cũng chỉ vì tiền, và không phải nhiều tiền, vài đồng tiền lẻ thôi. Bởi vì tất cả những thế giới giải trí đó nó vận vào từng con người và nó bộc phát ra bằng hành động nghịch ghê rợn như thế. Trong tất cả kinh điển văn chương đã có thôi, thưa anh chị, tội ác và trừng phạt, anh em Nhật Karamazov có rồi chứ không phải không, thưa anh chị. Câu chuyện về thế giới giải trí sẽ còn rất dài. Chúng tôi nêu câu chuyện phim Trấn Thành full ram để không có ai ác cái gì với Trấn Thành. Chúng tôi xin chung vui với niềm vui Trấn Thành, một người trẻ tài năng tự bỏ tiền của mình ra và mang đến một những sản phẩm ít nhất là mang tính giải trí cho giới trẻ và được cộng đồng nào đón nhận. Điều đó rất đáng quý trong một thế giới giải trí ảm đạm như hiện nay. Những phim nhà nước sản xuất ra tốn tiền tỷ của nhà nước rồi ship vào kho chả ai xem, Trấn Thành làm việc đó, đối với đó là rất đáng ủng hộ, rất đáng khen ngợi. Nhưng chúng tôi cũng muốn chia sẻ với những nhà làm phim, những nhà làm phim khác đặt rất nhiều kỳ vọng vào phim của mình rồi đành phải rút phim ra khỏi rạp vì không thể chịu nổi việc phun rạp của Trấn Thành, không thể chịu nổi kiểu kinh doanh lấy thịt đè người, hay là cả lớn nuốt cả bé. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.